Vâng, xin chào tất cả mọi người. Và hiện tại thì đang xuất hiện trong khung hình của chúng ta là con đường cỏ quen thuộc ở trước nhà Thi nha. Đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi dạo quanh để xem thử hôm nay có con cào cào nào không. Ở nhà có mấy con gà con nên mình đi dạo thử mình bắt được con cào cào nào. Lâu quá rồi cái nghề này nè, bị thất truyền rồi. Đây. Thì đây là một cái bò con, thì có tên gọi quen thuộc gọi là bờ ruộng. Nhưng mà bờ ruộng trước thì trồng lúa nhiều, bữa nay thì hai bên là có một người ta trồng bằng cây đậu phộng nè mọi người. Đây còn gọi là lạc đấy. Thì vì sao là nó có cái đặc điểm ở bên đây nó rất khó có cây con cào cào? Bởi vì trồng lạc này thì bơm thuốc nhiều. Thường thường đi về người ta sẽ thấy này. Ở đây dễ nhận diện được cây thuốc nam luôn nè mọi người. Cây ở quê gọi là cây chó đẻ, thực tế thì nó có tên gọi là rêu đắng và là thành phần chính của trong các hộp thuốc của Travaco chuyên về điều trị các bệnh gan đó mọi người. Đấy. Nếu mà sắc phơi khô uống thì có vị đắng cũng tương đối thơm á. Dễ, nếu mà ai uống quen thì cũng tương đối thơm, cũng khá là ngon luôn. Và hỗ trợ làm cho mát gan á đó. Thì có vẻ như là cái công cuộc tìm mấy con em cào cào cho cháu của Thi nó không thành công nữa. Đơn giản thôi vì thuốc quá nhiều. Đấy, tại vì nay bệnh nhiều lắm. Này mọi người nhìn thấy mấy đám đuối vàng vàng kia không? Nó đang bị hư này. Đấy. Lát nữa giờ mình đi lên trên đó nha. Đợt này ở quê bị sao độc thân với trĩ hơi bị nhiều, với bọ trĩ hơi bị nhiều, nó cắn nát hết à. Nó khi mà cây lúa mọc lên vừa trên vượt qua thân chuẩn bị đổ đồng thì nó cắn đứt cái phần thân đồng đi, làm cho cây lúa bị vàng chết rồi, không thể nào là đổ được, không có tạo hạt được. Đấy, nhiều người phải cắt bỏ để cho nhiều năm rồi, như mẹ Thi nói là 20 năm rồi khi mà về ở đây làm ruộng. Thì là lần đầu tiên có một năm mà gần như thất thu như vậy. Thì bình thường một hai sào lúa thì cũng đạt được cái mức thu là khoảng từ 250 đến 320 một sào. Có năm tốt thì tầm 400 một sào luôn. Nó là hiếm khi nha. Đấy. Trồng lúa là đồng tiền bỏ góp, nhưng mà sản lượng thu hoạch ok thì mình cũng có được nhiều tiền, đỡ được phần nào. Đấy. Này mọi người thấy không? Đây là mình giang hồ luôn. Mình băng qua ruộng đổ luôn. Đây. Ở đổ thì khi làm đổ thì nó có một đậu phộng á, ở bên gọi là đổ á, thì nó sẽ có cái điểm là cỏ chét rất là nhiều nè. Đấy, cỏ này nhiều lắm, phải phun thuốc khai hoang nên nó chết, hoặc là phải thuê nhân công đi làm. Thế nhưng mà giá trị của một ký đổ thì nó khá là cao, 14.000, trong khi một ký lúa thông thường các dòng ở Thi làm thì chỉ có khoảng từ 5 đến 8.000. Đây là giá trị của hạt lúa, nó không bằng những cái đám ruộng mà khô trong cái mùa khô như tháng 7 này, mùa thứ 3 này, thì phần lớn mọi người sẽ chuyển sang trồng đậu ở những đám ruộng thiếu nước. Đây, ta thấy được ra một cái hiện trạng về cái tình trạng này, lúa bị khô do bọ trĩ cắn. Không phải do hạn thôi nha mọi người. Hạn thì mọi người có ở xung quanh này có nước cả, nhưng mà đây là nó không trổ đồng được. Nó rất nhỏ mà không trổ đồng được, bị gần như toàn bộ các mảnh ruộng cạnh nhau này luôn này. Đây, năm nay là khá là thất thu đối với người dân quê Thi.
đám này thì bị cắt luôn rồi này. Đây, đám này là bị cắt cho bò ăn luôn rồi. Còn những đám này bò nó cũng chê đi chứ. Ở nhà thì có hai con bê nhỏ, những cái loại lúa này nó không ăn được đâu, nó chê sót lưỡi. Nhân đây thì Thi cũng muốn giới thiệu với mọi người nè, ở đây là có những cái cây cỏ này, cây lúa mà sau khi người ta bị cắt xong nó mọc lên này nè. Đấy, những cái thân lúa kia thì gọi là lúa, còn như này người ta gọi là lúa chét này. Đấy, đây cũng là một hình thức là lúa chét. Còn cái mạ non á mọc lên mà dày luôn á, lên keo á, thì một phần vẫn gọi chung là lúa chét luôn. Đấy, nhưng thực tế nó cũng là mạ non riêng biệt á. Đây, đây là cái khu cánh đồng gần nhà Thi. Đấy, sau khi mà đi dạo một vòng thì đúng là nó buồn thiệt. Năm nay mùa nay đói rồi, mùa nay giống không phải năm nay. Vâng, một năm ở Thi làm được 3 mùa nha. Ok, còn thì đây là cái góc nhìn về nhà Thi. Đang khá là ngược nắng trong một buổi sáng. Lúc sáng có mưa nhẹ nên mọi người còn thấy trên cỏ còn đọng sương này. Chỗ này thì nhiệt độ cao không còn sương, nhưng lúc nãy đi qua mấy đám đậu phộng thì vẫn còn. Ok, cảnh gió mát, bướm bạc bay lượn lờ. Để trong những ngày lễ mà được về nhà thì có gì bằng ạ. Video này dành cho những người không được về nhà, nên là nếu mà có cái sắp tới cách kể chuyện nó sẽ chỉ thiên về người xa quê thôi, quay trở về chia sẻ sẽ không hấp dẫn đối với những bạn cần về kiến thức chuyên sâu. Đấy. Ok, cảm ơn tất cả mọi người và xin hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video sau. Đây, có chú chim nhỏ nhỏ này, có con chim chiền chiền nè. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Vâng, xoay camera lại thì chúng ta thấy được rằng là đây là một ngọn núi. Cái đỉnh mà bên tay phải nhất á, nhìn vào người ta gọi là chóp mọ. Cái đỉnh thứ hai á là người ta gọi, trên đó có hòn đá rất hung dữ, người ta gọi là đá mặt quỷ. Đây, dưới chân núi thì bây giờ đã được khai thác để trồng keo hết rồi, mùa này vừa khai thác xong nên nó khá là trống á. Địa danh trên núi thì nó rất là dân dã, gắn liền với nhiều câu chuyện. Ở đây thì không thấy được núi Bà, nhưng trên ngọn núi này thì chúng ta đang có một cái tác phẩm của người Chăm rất là nổi tiếng và được kênh của anh Hoàng Nam là đi tham quan thực tế rồi ạ mọi người. Đấy, anh Hoàng Nam làm video rất hay. Đấy, ba mình cứ bảo mày cũng làm video mà sao không bằng. Vâng, thì mình cũng đang tập làm video thôi, để thi di chuyển thử chúng ta sẽ thấy được hòn núi Bà không đây. Không, góc này mình không thấy và cần phải đi ra xa hơn đó mọi người. Ok, đó thì ngọn núi này cũng gắn nhiều, rất là nhiều với tuổi thơ. Thì hy vọng nào có dịp và thời gian để chúng ta có thể đi trải nghiệm hòn núi Bà luôn nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở trong video sau.